所以这个枣子不要吃药，因为它含有农药的。Rồi thầm mơ thời gian có thể quay trở lại. Trên cao, bầu trời yêu mà em đã dành cho anh. Giờ bay đến, quên thành bao sông tố đang dần kéo. I'm sexy and I know it. Mặt trời vừa lên, nhưng điều đó không có nghĩa là một tương lai sáng lạn đang chờ đợi những người tị nạn này. Suốt đêm qua, nhiều người trong số họ đã không thể chớm mắt được vì phải ngủ giữa cánh đồng trong cái rét cắt da cắt thịt 8 độ C.